Nếu như bạn mong muốn Tết năm 2025 này có tiền thì bạn cần phải thay đổi hai trạng thái. Một là làm việc trong sự cố gắng. Có phải rằng là ngay cái giây phút hiện tại có rất là nhiều bạn đúng không? Trong người cứ cảm thấy là chán nản, mệt mỏi. Có phải là nhiều lúc bạn chỉ làm cố để mà kiếm thêm tiền hay không? Cố để mà thay đổi một cái điều gì đó hay không? Rồi có nhiều bạn là sống trong cái trạng thái là kinh tế khó khăn. Thì liệu rằng bạn có kiếm được tiền hay không à? Rồi bạn lại đặt cái câu hỏi là mình nên tiếp tục hay là mình nên bỏ cái con đường của mình? Cho nên đó là lý do tại sao chẳng bao giờ bạn dám làm việc hết sức của mình. Cũng giống như cái việc là khi mà bạn hỏi chồng bạn đi: anh ơi, trưa nay anh muốn ăn gì? Và nếu như chồng bạn trả lời là tùy, thì bạn hiểu cái từ tùy này là một cái cảm giác rất là khổ, rất là mệt, đúng không ạ? Bây giờ bạn đi chợ, bạn đứng ở giữa chợ mà không có biết mua cái gì cho phù hợp. Và bạn có biết rằng cái việc này cực kỳ tốn thời gian. Và kiếm tiền nó cũng như thế. Một là bạn tập trung, bạn lao vào bạn làm được càng nhiều thì càng tốt. Và hai là bạn dừng lại, bạn nghỉ luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Chứ bây giờ bạn cứ đứng ở giữa rồi bạn cứ lững lơ rồi bạn cứ suy nghĩ, cái điều đó nó còn khổ hơn rất là nhiều lần, tốn thời gian nữa, rồi là mất rất là nhiều thời gian. Và cái trạng thái thứ hai đó là chờ đợi. Giống như là cái tình trạng kinh doanh hiện nay nha, có một cái hiện trạng như thế này. Ví dụ như có 100 bạn bán hàng thì trong đó là có 70 bạn là quyết định là không có nhập hàng hay nửa bán để mà giải quyết làm sao mà cố gắng bán hết cái số hàng mà đang có hiện tại, và họ dừng lại để mà qua cái năm sau họ bán. Nhưng mà bây giờ cho mình hỏi bạn nè, liệu rằng năm sau kinh tế nó đã chắc là tốt hơn chưa? Giả sử như là năm sau nó vẫn khó khăn như thế thì bạn lại chờ thêm một năm nữa à? Và cái sự thay đổi ở đây không phải là một tháng hay là tới một năm, mà thay đổi là ngay lúc này, ngay bây giờ bạn tập trung và bạn làm, tập trung vào hoạt động thì kiểu gì kết quả nó cũng sẽ tạo ra. Và khi mà mình muốn theo đuổi một mục tiêu nào đó là mình luôn sử dụng cái phương pháp là tự kỷ ám thị với chính mình. Mình luôn nói rằng với chính bản thân của mình là cứ tập trung vào mục tiêu, kiểu gì thì cũng sẽ có cách. Và khi mà mình biết được cái điều mình mong muốn thì vũ trụ chắc chắn sẽ hợp lực sẵn sàng để giúp đỡ cho mình. Khi mình tập trung vào, mình làm thì nó sẽ có giải pháp. Và bây giờ mình muốn hỏi bạn nè, đã bao giờ bạn quyết liệt với con đường của mình chưa? Đã bao giờ bạn hết mình với cái sự nghiệp của mình chưa? Bạn hết mình với cái số tiền mà mình mong muốn kiếm được chưa? Mục tiêu của bạn, bạn đã cam kết chưa? Hay là bạn vẫn cứ sống mãi như vậy? Và cái sự thay đổi hay không là quyết định ở bạn, lựa chọn là ở bạn. Vậy thì bạn có muốn thay đổi cuộc sống của mình hay không? Loại tài sản nào nên đầu tư ngay bây giờ? Bạn đã có từng nghe nói cái vô hình tạo nên cái hữu hình chưa? Gốc rễ của bạn thì sẽ tạo ra hoa trái. Mình ví dụ như là cái hữu hình của một con người bên ngoài cuộc sống của chúng ta, ví dụ như là bất động sản hay là chứng khoán rồi doanh nghiệp vân vân, đúng không ạ? Và bạn có biết tất cả những cái thứ đó nó được tạo nên bởi một thứ đó là vô hình bên trong tâm thức của bạn hay không? Ví dụ như sức khỏe, nếu như mà bạn không có sức khỏe thì tất cả mọi thứ nó đều bằng không hết. Mình ví dụ cho bạn dễ hiểu ha, là có một cô gái rất là xinh đẹp đi và mong muốn là lấy một ông chồng đại gia nào đó đi, và cô ấy có được tất cả những gì mà cô ấy muốn nhưng mà cô ấy không có sức khỏe, thì vậy theo các anh chị cô ấy có hạnh phúc được không ạ? Và câu trả lời là không bao giờ, và chắc chắn là không rồi. Và có rất là nhiều người nha, họ chạy theo tiền bạc, họ kiếm tiền nhưng mà họ quên đi mất một việc là chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Và cho đến khi là họ không còn sức khỏe nữa thì lúc này họ bán tất cả những thứ mà họ có, tiền bạc, để mà họ mua lại sức khỏe cho mình. Vũ trụ đã ban cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh, cho chúng ta một cơ thể để mà chúng ta có thể là yêu thương chăm sóc. Và bạn đã không yêu thương chăm sóc cơ thể của mình thì chắc chắn vũ trụ sẽ lấy lại. Và đó là lý do tại sao có một số bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó không được khỏe, và nó cũng cần được yêu thương, nó cũng cần được chăm sóc. Và bạn có biết rằng là lòng biết ơn nó sẽ hóa giải tất cả mọi thứ. Và mình thấy có rất là nhiều người nha, họ có thể là quan nhìn những cái gương mặt của họ, rồi họ không hài lòng với bản thân của họ, họ luôn che trách. Và thường ngày họ hay nói rằng là ồ, bản thân mình chỗ này không đẹp, chỗ kia không đẹp. Và bạn có biết rằng khi mà bạn càng nói như vậy thì những cái chỗ của bạn đó nó lại càng không phát triển và nó lại càng không tốt đẹp. Và chính vì cái điều đó bạn phát sinh ra những cái điều không tích cực, và cũng chính bạn đã thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc sống của mình. Rồi cuối cùng là những cái người không vui, không hạnh phúc, đó chính là bạn. Và chính bạn cũng bị ảnh hưởng sức khỏe, đó là đầu tiên. Và chính cái điều này nó cũng ngăn chặn cái dòng tiền nó đến với cuộc đời của bạn luôn. Bây giờ nếu như bạn có sức khỏe,
mà bạn không có trí tuệ thì bạn cũng đang phí phạm cái năng lượng của mình. Bạn làm việc rất là chăm chỉ nhưng mà không có giúp cho bạn giàu có được. Cho nên là cái gốc rễ của một con người đó chính là tài sản trí tuệ và tài sản về sức khỏe. Và nếu như bây giờ bạn mong muốn thành công và giàu có thì bạn cần phải đầu tư trí tuệ của bạn và tài sản sức khỏe của mình và bảo vệ nó bạn nhé. Và đó chính là cái thói quen của những người giàu. Bạn hãy yêu thương và biết ơn cái cơ thể của mình nè, bởi vì nó đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường và vũ trụ đã ban cho bạn một cái cơ thể để mà bạn có thể là thực hiện tất cả những ước mơ hoài bão trong cuộc đời của bạn. Và trí tuệ của bạn nó sẽ giúp cho bạn có mọi thứ mà bạn mong muốn trong cuộc đời này. Trong cuộc sống của chúng ta thì nó có một quy luật, người nào mà có lòng biết ơn thì người đó luôn đủ đầy và kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Lòng biết ơn sẽ gia tăng mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Anh chị muốn đi về phía ánh sáng hay là anh chị muốn đi về phía bóng tối? Quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định cho cuộc đời của mình. Và mỗi buổi sáng anh chị mở mắt ra, anh chị có quyền lựa chọn là hôm nay mình thức dậy, mình nhắm mắt lại để mà mình ngủ tiếp. Anh chị có quyền lựa chọn là hôm nay mình bước chân trái xuống hay là bước chân phải xuống. Anh chị cũng có quyền lựa chọn là hôm nay sống vui vẻ. Anh chị có quyền lựa chọn là hôm nay là anh chị chỉ trích, chửi mắng người khác. Và đã bao giờ anh chị tự đặt ra cái câu hỏi là tại sao anh chị làm việc bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa giàu không ạ? Mặc dù anh chị rất là cố gắng, rất là nỗ lực để mà kiếm tiền nhưng mà vẫn chưa giàu có được. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ và giải đáp cho anh chị những cái câu hỏi này ha. Có một nguyên tắc trong làm giàu, đó là người chưa giàu thì họ thích giao du với những người thất bại và những người tiêu cực với những cái người mà nghèo hơn mình. Còn người giàu á thì họ chỉ thích giao du với những người thành công, những người giàu có hơn họ mà thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và môi trường là một trong những yếu tố quyết định đến cuộc sống của anh chị. Cuộc sống này đơn giản chỉ là một sự lựa chọn. Anh chị được quyền chọn là mình mặc bộ đồ màu gì, bộ đồ như thế nào. Anh chị được quyền chọn là ăn những cái món ăn mà anh chị thích. Anh chị được quyền đi chiếc xe mà anh chị thích. Anh chị được quyền chọn mình chơi cùng ai. Anh chị được quyền chọn mình giàu lên hay là mình nghèo xuống. Có nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi khao khát thành công mà tôi không có được thành công. Thì trong cái quyển sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu của bác Tuyên Trương và Robert Sasaki có viết có một cái đoạn như thế này. Đó là lý do tại sao có nhiều người muốn thành công giàu có mà họ không thành công, không giàu có được, bởi vì là họ thiếu đi một cái, đó là môi trường hỗ trợ để giúp cho họ giàu có lên. Có rất là nhiều anh chị em chúng ta ở ngoài kia, chúng ta có hoài bão, chúng ta có ước mơ tươi sáng, có đam mê, có khát vọng làm giàu, có mục tiêu, nhưng mà họ bị vùi lấp cái mục tiêu đó bởi những con người xung quanh, bởi môi trường xung quanh nó tác động. Và anh chị hình dung đi, nếu như có một cái thanh củi ướt nha mà chúng ta ném vào cái đám cháy lớn thì nó sẽ như thế nào ạ? Có phải là nó sẽ cháy rất là rực rỡ đúng không ạ? Nhưng mà nếu như một cái thanh củi mà đang cháy rực rỡ mà chúng ta ném xuống dòng sông thì anh chị sẽ thấy nó như thế nào? Nó sẽ bị tắt ngọn. Vậy thì cho mình hỏi các anh chị là ở ngoài kia người giàu nhiều hơn hay là người nghèo nhiều hơn ạ? Phần lớn số đông thì những người chưa giàu đúng không ạ? Và bây giờ nếu như mà có một người thành công, có một người họ đã thành công rồi, họ đi trước rồi, họ có thể giúp cho anh chị em chúng ta có thể là học để mà phát triển, thì theo các anh chị có dễ thành công hay không ạ? Và người thành công á, thì họ luôn có lối đi riêng. Nếu như mà anh chị không dám đi cái lối đi riêng cho mình á, thì anh chị sẽ không bao giờ thành công và giàu có được. Và cho mình hỏi là bao nhiêu anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta mong muốn đi cái lối đi của người thành công ạ? Anh chị có muốn đi cái lối đi của triệu phú hay là tỷ phú hay không ạ? Anh chị muốn đi lối đi riêng của những người mà đang kiếm được nhiều tiền hay là anh chị muốn đi cái lối đi của những người bình thường ở ngoài kia ạ? Lối đi riêng đó là lối đi đúng đắn để mà trở nên giàu có. Và bao nhiêu anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta mong muốn là tương lai tài chính của mình bay cao, bay xa, muốn là tương lai của mình bay vào những thế giới thượng lưu, thì anh chị hãy chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn đối tác để mà làm ăn kinh doanh. Hãy kết nối làm việc học tập từ những người thành công, từ những người ngập tràn trong tình yêu thương, nhân hậu, thành công, giàu có, khỏe mạnh. Nếu như anh chị mong muốn trở thành ai thì cái cách mà nhanh nhất là anh chị hãy học từ những người thành công đó và trở thành họ. Và nhiều người cái tôi rất là lớn, nói rằng là bây giờ là tôi là các bạn thạc sĩ, tôi có chức vị, tôi là cấp cao, tôi như vậy là tôi đủ rồi, tôi cần phải học nữa sao? Vậy thì cái câu hỏi anh chị cần phải đặt ra, anh chị giỏi cỡ nào thì mình không biết, nhưng mà trong túi của anh chị không có tiền thì anh chị cũng cần phải học. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, khiêm nhường học hỏi, giao lưu với những người thành công và giàu có. Chỉ có những người thành công và giàu có mới có thể giúp cho anh chị có con đường và giúp cho anh chị đi đến được cái đích thành công mà thôi. Một người mà chưa lên được đỉnh núi thì họ sẽ không bao giờ chỉ các anh chị cái con đường để mà leo lên đó được. Họ chỉ cho các anh chị cái con đường để mà càng ngày càng đi xuống mà thôi. Và trong môi trường doanh nhân Kiếm Vốn Group á, thì có rất là nhiều anh chị đã thành công, đã giàu có.
và rất là nhiều anh chị giàu có về tình yêu thương, giàu có về lòng biết ơn. Và nếu như anh chị quan sát thì anh chị thấy là họ ngày càng thành công, ngày càng giàu có, ngày càng hạnh phúc. Và tư duy, kiến thức, tầm nhìn của họ, họ có đam mê, họ có khát vọng làm giàu, họ có khát khao làm giàu. Và nếu như bây giờ anh chị mong muốn trở thành một người thành công thì anh chị rất là cần một cái môi trường để mà giúp cho anh chị có thể là nuôi dưỡng cái điều này. Và môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Rất là một môi trường tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ anh chị em chúng ta, nếu như anh chị thật sự là khao khát làm giàu, khao khát thành công thì đây là một môi trường tuyệt vời. Mà để giúp cho anh chị có thể là có được một môi trường thì anh chị phải sở hữu ngay cho mình một cuốn sách. Đó là cuốn sách Ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng của Doanh Nhân Kiến Quốc Rất. Và khi mà anh chị sở hữu cho mình cuốn sách này thì anh chị sẽ được hỗ trợ cái chương trình 30 ngày ứng dụng cùng với các chuyên gia và được học tập trực tiếp cùng người thầy của mình, đó là $1,000. Và anh chị sẽ được kèm cặp hỗ trợ ứng dụng liên tiếp trong vòng 30 ngày xuyên suốt. Nếu như mà trong vòng 30 ngày này anh chị ứng dụng mà không có kết quả về tài chính, mối quan hệ hay là sức khỏe thì anh chị sẽ được hoàn tiền gấp đôi số tiền từ Doanh Nhân Kiến Quốc Rất. Nếu như anh chị khao khát thành công và giàu có thì hãy liên hệ ngay với mình ngày hôm nay để được sở hữu sách nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình.